luôn, ngó cái keo rồi. Trời, xe phải lùi lè để múc cái đất ra các bạn. Tiếp tục đào đất nữa. Cần ghê. Trời ơi, mưa to quá các bạn. Ngó luôn, ngó cái keo rồi. Không được rồi. Không được rồi. Đây là cận cảnh anh em giải cứu xe các bạn. Giờ hết góc tời rồi. Giờ phải đào làm cái cây để chặn lại chỗ này. Anh em bây giờ rất vất vả. Đang giờ tời hết gốc cây rồi đó. Bây giờ phải đào làm cái chữ T này để buộc cái dây tời vào đây. Bắt tè cái rối. Đâm xuống đây cây giống bố này là ta cái luôn đá cây như cây luôn nước cây. Tụi này phơi quá. Nó nhiều vô.
rồi. Thôi để. Có cái kia kìa, đúng rồi. Quay tính xuống. Anh em làm chú tê như thế này mà dập nữa mà bay cái này luôn thôi. Nhây. Anh gì nghĩ bay là gì mà em sổ mèo đập đó làm cho chát đi để buổi sau nữa. Trời, không có sao đừng nghi đâu sao xuống được bây giờ thì đồ thỏ vô buổi sau, buổi sau sổ dốc. Nỗi vất vả của anh em làm keo. Rồi bắt tay lên khởi động xe. Bây giờ xe tải chuẩn bị nè. Đừng giữ. Vô tời. Vô xéo nói nữa. Đừng găm cho mình áp gậy lớn. Rồi con nhổ bay lên nè. Có bằng anh chành như thế đó. Vâng. Không được, tuột tuột. Đó, đòi hình dứa quá đi nữa. Tôi được xin một đi đi có kìa, đó dài kìa. Bu lại bưới đi lên bưới đi. Vô đi. Vô luôn đi. Cho nó ngõ luôn đi. Luôn đó. Khó luôn. Ủa, cần quá đi. Ủi lo. Ui bỏ còi. Cần quá, mà giờ sách đứt là nguy hiểm quá. Ô, nhổ luôn. Không nổi rồi. Đi luôn. Cắm một tập rồi. Tập cái gì tớ. Rồi chắc anh em bỏ của rồi. Xe không lên nổi các bạn ơi. Không có góc nào để tới hết rồi. Từ sáng tới giờ mà xe vẫn chưa lên các bạn ơi. Giờ anh em sổ hết keo đó. Sổ rồi ha, một gông để hai gông còn có lên không. Tất cả các gốc cây thì đều bươi hết luôn. Bánh xe luôn cái tôi này. Em sổ hết gông không sao này. Vất vả quá cả ngày này. Sâu quá. Nguyên cả ngày nay anh em chưa về nhà nè. Chờ có người thì mừng quá run hết nè. Nỗi khổ của anh em lòng keo trong thời tiết mưa bão.
kia tưởng. Các bạn xem này, lầy quá trời luôn. Sổ mớ kèo rồi. Trời mưa quá. Mưa to. To gió lớn nữa. Bão. Quá trời các bạn ơi. Khổ cho anh em làm kèo. Quá mạnh. Gió quá trời. Mưa gió. Tới một tụ không ăn. Nữa.
trời ơi. Hừ quá. Bò đi lò mà sao đỏ mẹt hết rồi. Rồi tới chỗ này mình vẫn còn mắc sinh các bạn. Hết mớ keo rồi, không sổ xe đây không được. Nếu các bạn xem vừa mưa vừa gió, nếu các bạn xem tới hai nhớ like và ủng hộ với nha, like đăng ký kênh và chia sẻ ủng hộ với. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo nha.